Vì các bạn có khỏe không ạ? Này gọi là bà con láng giềng của Đan Trường. Rất là vui khi mà Đan Trường có thể nói là Dallas là chỗ ở thứ hai của Đan Trường ở Hoa Kỳ. Và rất là cảm ơn Ruby Entertainment cũng như là Không Ánh Tâm đã cho Đan Trường cơ hội mỗi năm được gặp gỡ khán giả, những khán giả mà có thể nói rằng là làm cho Đan Trường rất là nhớ, vì đó là những tình cảm yêu thương chân thành nhất của các bạn đã dành tặng cho ban tổ chức ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ dạ, hôm sau lát đứng gần để mình chụp hình, hôm sau đây ạ. Chuyện tình đầu ban sơ như phép nhiệm mơ, cho đến khi em gặp người sau. Nắng nhẹ nhàng đêm em giấc ngủ dịu dàng, cho đến khi em gặp người khác. Nắng lạc đường đi theo cơn gió tâm thương, bao đêm nhắn tên khiến lòng tổn thương. Nhưng thề nguyện trăm năm cứ hóa buồn phiền, buồn bỏ đi cho lòng mình yên.